Bài 1 này mọi người giải quyết thế Em nào? thấy bài này áp vào cái hàm hàm mét mass đấy, có được 60% Hàm gì? Hàm gì em? mát toán học, hàm toán học ở trong C cộng cộng ạ. À, trong C mát này hả? Nó là hàm gì? Hàm pâu á? Hàm phô ấy thầy. À, ok. Hàm pâu. Rồi ít. Pâu rồi ít thôi đúng không? Vâng. Được 60% rồi. Thế làm nào để được 100% đây? Bài này. Ở đây tôi thấy là có mấy bạn được 100% thì làm nào? Em tính căn căn bậc B của C mũ D và so sánh với A. Tính căn bậc B của C mũ D. À, bài này nó có một cái vấn đề là này này, khi AB nó có thể rất lớn, các bạn biết rằng là AB đây nó có thể lên đến cả triệu, cho nên khi mà mình tính A mũ B và C mũ D thực chất nó có thể là những cái số rất là to. Đấy. Thế nhưng mà đã to thì nó dẫn đến hệ quả là nó tràn số, cho nên rằng là chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta giải quyết. À, có một cái cách mà tôi thấy một số bạn hay làm đấy là mình khai căn nó. Đấy. Mình khai căn là so A với cả C mũ D chia cho B, hoặc là so A mũ B chia D so với cả C. Đấy. Thì đây là một cái cách, tôi nghĩ là cách này cũng là một cách tốt. Đấy. Và nếu mà trong bài này ấy, là nếu mà các bạn làm cách này là các bạn đã được 100 điểm rồi. Thực tế thì cách này nó còn một số các lỗ hổng nữa mà tôi chưa muốn bật hết những cái test này lên, bởi vì nếu mà làm thế thì vì bài đầu tiên là muốn không muốn làm khó các bạn, thì muốn cho điểm cho nó dễ thôi. Đấy là trong tình huống mà A cái B chia D này này nó quá to, ví dụ B chia D, giả sử D nó bằng 1 đi mà B này bằng 10 triệu đi, đúng không, bằng 1 triệu đi, thì A thì cái A mũ 1 triệu này nó còn vượt quá kiểu số thực đấy, thì đấy là một cái tình huống mà nó khá là là trớ trêu đúng không. Cái bài này thì chúng ta có rất nhiều cách làm đấy, và tôi cũng có một cái trick để các bạn chú ý là như này. À, nếu mà lần sau các bạn mà làm vấn đề gì mà nó liên quan đến cái số mũ thì các bạn nên quan tâm đến hàm log. Bởi vì là bản chất cái hàm log này ấy, nó cũng thể hiện cái độ lớn của một số, đúng không? Chúng ta biết rồi. Đó. Ví dụ như là 100 thì bằng 10 mũ 2. Đó. Thế loga cơ số 10 của 100 bằng 2, đúng không? 101 thì loga cơ số 10 của 101 thì nó sẽ bằng 2 phẩy bao nhiêu đấy, nhưng mà nói chung là nó lớn hơn 2. Chỉ có điều là nó không thể lên đến 3 được, bởi vì là loga cơ số 10 của 1.000 nó mới bằng 3. Đấy. Thế thì cái ở đây chúng ta thấy một điều là chúng ta có thể tận dụng cái tính chất bảo toàn của hàm log. Đó là khi mà chúng ta log A mũ B và C mũ D ấy, thì nó giữ nguyên cái tương quan so sánh này. Tất nhiên nha, các bạn chú ý là nếu mà trường hợp mà A và C mà là số âm, hay là A và C mà là số nhỏ hơn hơn một nhé, thì dùng hàm log rất thận trọng. Nhưng mà ở đây tôi đều cho là ABC là các giá trị dương. Đấy. Thì mình có thể làm đơn giản là mình phân tích là A mũ B thì bằng B nhân với cả loga cơ số 10 của A. Đấy. A mũ loga số 10 của A, đúng không nhỉ? Hoặc là thì nói chung là chúng ta phân tích anh này ra thành là B nhân với cả 10 mũ B nhân loga cơ số 10 của A. Còn anh này thì là 10 mũ C à D nhân với cả loga cơ số 10 của C. Ta có thể so hai log này với nhau cũng được. Đấy là một cách. Đấy. Thế thì cái cách so sánh này ấy, nó rất là hiệu quả và rất là lợi hại trong những trường hợp mà các bạn phải xử lý bài toán lớn.
Đấy. Tôi lấy ví dụ có một cái bài toán rất là thú vị mà tôi cũng hay đố các bạn. Đấy là bài toán tìm cái chữ số đầu tiên của số n dư thừa. Mà cái số n này nó có thể rất là to, n này nó có thể lên đến hàng hàng triệu, hàng trăm triệu. Thế nếu mà các bạn mà dùng 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 Python chẳng hạn, các bạn có thể tính được dư thừa của cỡ khoảng chục nghìn, hai chục nghìn. Nhưng mà các bạn mà tính số 1 triệu thì các bạn sợ không đủ bộ nhớ để tính và không đủ thời gian để tính. Thế còn nếu mà chúng ta xử lý số lớn thì còn dã man nữa. Nhưng mà cái việc tính số cuối cùng thì dễ, chứ tính số đầu tiên thì kiểu gì chúng ta chả phải tính hết đúng không? Vậy các bạn suy nghĩ thế. Thực tế các bạn có thể biến nó thành loga có số 10 của n dư thừa. Mà chúng ta tìm cái này chúng ta có thể suy ra cái số chữ số đầu tiên. Tất nhiên cái kỹ thuật suy ra như nào thì các bạn phải áp dụng toán, tôi sẽ không chữa ở đây. Đấy, nhưng tôi nhắc nhở các bạn một chút là dùng xử lý số lớn, dùng loga là một cái rất là hiệu quả, rất là mạnh. Đấy, thế còn có cách đơn giản là đấy, loga của không từng tính loga mà tính mũ cũng được. Nhưng tính mũ nếu mà người ta kép tép nghiêm chỉnh là cũng cũng căng đấy, sẽ không được 100% đâu. Ok, đấy là bài 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 đầu tiên. Cái bài số 2 này. Bài số 2 này thì đề bài thì mọi người biết rồi đúng không? Tức là có một số bạn mà đọc đề sẽ cảm thấy là bài này hơi bị khó hiểu. Đấy, nhưng mà thực tế bài này là bài khá đơn giản. Đấy là gì? Đấy là người ta cho chúng ta ba cái hoán vị. Ba cái hoán vị. Đấy. Và ba hoán vị này chúng ta nhân đôi một với nhau. Đúng không? Một hoán vị A, một hoán vị B, hoán vị C thì người ta cứ nhân những phần tử đầu tiên này với nhau này. Được anh D1. Nhân những anh này với nhau được D2 này. Đấy, cứ như vậy. Nhân với nhau được anh DN. Sau đó thì người ta sigma anh này lên. Và người ta hỏi là cái sigma này lớn nhất bằng bao nhiêu. Nếu mà cái sigma này to quá thì chỉ cần in ra cái kết quả của phép chia 1 tỷ lẻ 1 thôi. Bài này thì chúng ta làm nào đấy ạ? Mọi người giải bài này ra làm sao? Theo cách tiếp cận như thế nào? Đâu các bạn khác, bạn 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 Trần Tuấn Minh phát biểu thế nào, bạn em giải kiểu gì? Dạ, thưa thầy, lúc đầu thì em phân tích là hoán vị thì sẽ chỉ có từ số thứ tư trở đi là em sẽ giữ nguyên, còn ba số đầu thì em sẽ tìm cách để cho nó có tổng lớn nhất. Nhưng mà sau khi tính xong thì em thấy kết quả lệch với đáp án của thầy là 10 đơn vị, nên là em nghĩ là cả ba ABC đều giống nhau và đều từ 1 đến n luôn ạ. À. Tức là chỉ cần tính hai y mũ 3 lên rồi cộng lại. Thế xong sao nữa? Sao không được 100% điểm? Em cũng chưa biết ạ. Em cũng không rõ em sai được nào. Máy nó thông báo gì? Hình như em có hai test bị sai. Bị sai hay là bị Như quá hai test giờ? sai ở cái cách đấy, hai test sai và bốn test hết thời gian chạy sao ạ? Em cũng làm cách như vậy. Ok. Bài này có ai có ý kiến gì không? Bài này từ Việt Thảo giải thế nào? Một bài này lúc sau em khảo sát dãy số đấy ra thì em nhận thấy nó có quy luật là tổng các số từ 1 cho tới n và tất cả bình phương lên. Hay phết. Bài này là một bài có thể nói là hoàn toàn là như tôi đã nói là phải có cách giải tắt. Cách giải của bạn Tuấn 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 Minh thì tôi nghĩ là nó cũng về hướng là đúng rồi. Tức là gì? Là ba anh này là hoán vị của các số từ 1 đến n.
Đấy. Thì thực tế nếu mà muốn tích của những anh này mà to nhất ấy, thì các số chúng ta dùng dùng tôi nhớ chả biết là cái bất đẳng thức này là bất đẳng thức gì, nhưng mà đại loại là mà a b cộng ab thì bé hơn a bình cộng b bình. Đấy. A b đấy. Đại loại kiểu đấy, bất đẳng thức Cauchy hay đại loại gì đấy. Tức là gì? Khi nếu mà chúng ta tính cặp của những cái tính các bộ số nhân với nhau ấy, thì chúng ta dồn những cái số càng to vào một bộ thì chúng ta càng có lợi. Thế và cuối cùng là gì? Là chúng ta biết rằng là cái mắc của tổng đề này nó chỉ xảy ra trong tình huống là cái anh này là hoán vị chuẩn, tức là 1, 2, 3 cho đến n. Hệ quả là gì? Hệ quả là cuối cùng d của chúng ta nó sẽ bằng là 1 bình cộng 2 bình, à 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng n mũ 3. Đấy. Và ta có thể dùng vòng for để ta tính. Thế nhưng mà nếu mà dùng vòng for của để ta tính ấy, thì chúng ta sẽ chết trong cái điều kiện là n nhỏ hơn 10 mũ 9 này này. Các bạn dùng vòng for, các bạn có thể chạy đến trường hợp là n nhỏ hơn 10 mũ 7. Nhưng mà nếu mà n 10 mũ 9 thì không ăn thua. Các bạn sẽ bị quá thời gian. Đấy. Câu này em theo kiểu của anh Thảo ấy, em cũng là n nhân n cộng 1 trên 2. Ok. Thế thì chúng ta phải tìm ra một cái thuật giải nào đấy mà nhỏ hơn ON. Ông này thì ON rồi, mà muốn thuật giải nhỏ hơn ON thì chỉ có cách tìm công thức thôi. Thì công thức của thằng này nó sẽ là N bình nhân N cộng 1 bình chia cho 4. Đấy. Hay nói cách khác là N nhân N cộng 1 chia 2 tất cả bình phương. Thế chúng ta tính cái này nữa. Chúng ta tính cái này. Tính cái này thì chúng ta phải chú ý là những số này nó khá to, nó có thể lên đến 10 mũ 9. Cho nên nó khá to nên là chúng ta thực hiện cái chia này phải cẩn thận. Thì chúng ta sử dụng kiểu long long tôi nghĩ là đủ. Còn nếu mà các bạn mà dùng kiểu INT thì sẽ không chạy được. À, sẽ bị sai trong một số tình huống mà số nó to. Đúng. Như vậy bài này là một cái bài mà đòi hỏi một chút kiến thức toán. Và nó cũng nếu mà các bạn mà không có kiến thức toán thì các bạn vẫn có thể ăn được test nếu mà các bạn có một cái lập luận nào đấy cơ bản một chút. Nhưng mà nó cần phải có kiến thức toán thì nó sẽ hiệu quả hơn. Giải bài này nhưng cũng khá đơn giản, tôi không nhớ là tôi có lưu ở đây không. Tí nữa cần thì tôi sẽ gửi cho mọi người. Giờ bài số 3 này. Bài số 3 này thì mới được coi là bài gọi là đúng là bài tin học. Bài số 3 này nó như sau, tức là gì? Là chúng ta tính m mũ n ấy. Đấy, m mũ n. Thì chúng ta làm nào để tính nhanh? Cách chậm nhất là chúng ta mất n trừ 1 bước, đúng không? Bằng cách là cứ nhân nhân nhân, nhân với nhau. Nhưng mà chúng ta có thể tính hiệu quả hơn bằng cách là chúng ta dùng kỹ thuật chia đôi, đúng không? Ví dụ như là nếu mà n chẵn thì ta lấy nếu mà n mà chia cho 2, đúng không? Thì nó sẽ bằng là m, tức là m, giả sử như là n bằng ấy đi. N mà có dạng là 2 mũ k đi, đúng không? Thì nó sẽ bằng là m mũ k nhân với cả m mũ k. Đấy. Đấy, như vậy số bước nó sẽ là bằng một một bước cộng với cả cái f của k này. Còn trường hợp mà n lẻ cộng một thì ta có thể là lấy là m mũ k nhân m mũ k nhân thêm n nữa, nhân thêm m nữa đúng không? Tức là nó sẽ bằng 2 cộng với cả f. Đây là trường hợp mà gọi là tối thiểu, tức là số bước cách gọi là cơ bản để chúng ta có thể tìm ra. Đấy, nhưng mà có một số tình huống thì có vẻ nó cũng còn thậm chí là còn ít hơn nữa, đúng không ạ? Ít hơn nữa. Đấy, bài này người ta yêu cầu là nhập số n cỡ khoảng 5.000
và tính xem dùng ít nhất bao nhiêu phép nhân để tính. Bài này giải nào? Bài này giải nào? Mọi người giải bài này ra làm sao? Chắc là nhiều rất nhiều bạn tôi nghĩ là sẽ tìm công thức kiểu này đúng không? Ở đây có mấy bạn cũng giải kết quả khá tốt. Trần Tuấn Minh giải bài này như nào? Em tính ba trường hợp là chia 4 dư hết, chia 4 dư 1 và 2 và chia 4 dư 3 cho. Nha, hình như là chỉ có test nhỏ nó mới đúng thôi, còn số mà to chắc là bị sai. Tức là chia 4 mà dư, sao không xét cả những trường hợp chia 3, chia 5 nữa? Đó. Em chưa biết, chưa rõ. Thế còn các bạn khác? Các bạn khác thì giải bài này định như nào? Trinh Trinh có online đây không? Chả có À, bài này giải nào? em dùng cái chia đấy, Đúng phép chia là sao? dùng cái chia tìm ra công thức nó trên hai chia hai dư chia hai hết với chia hai dư một. À, tức là dùng cái cách mà tôi nói hả? Ừ. Ừ. Bài này Thảo làm nào? Bài đấy ban đầu em nghĩ là làm theo cách kiểu như là nhị phân chia đôi ra, nhưng mà sau em nhận ra là cách đấy nó chưa tối ưu, phải tối ưu nhất. Thế là em mới nghĩ ra là như kiểu đại loại là em sẽ phân tích cái số mũ ra thành dạng là a nhân x cộng b, tại vì là em muốn phân tích cái số mũ đấy ra thành một số dạng a nhân x, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng sẽ chia hết thành ra là sẽ phải phải cộng b một cái số b riêng nữa. Thì em xong sau đấy thì em xét theo kiểu quy hoạch động ấy, là nếu mà em thử từng cái số một đem nhân lên, từng từng cái số a một đem nhân lên và cộng cộng a cộng b như vậy, thì nếu như mà trường mà nó không chia hết thì em sẽ phải cộng thêm một số b, còn nếu như mà a chia hết cho b thì hoặc là ngược lại thì nó sẽ không, nó sẽ chỉ mất thêm một phép nữa. Nhưng mà cái đấy em kiểu như là lúc đấy em nghĩ nó hơi rối à, nên em cũng mô tả lại nó nghe nó cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà đại loại là em muốn phân tích cái số đấy thành thành tích của hai số khác, thì khi mà mình tính tích như vậy thì là cái số đấy đã được tính một lần rồi, và những lần sau khi mà em ví dụ như em tính a nhân x thì em sẽ mất x cái phép để x cái phép nhân để biến nó thành cái số a nhân x đấy. Tôi thấy là lớp mình ấy thì mọi người không lúc thi ấy, cái bài đầu tiên là mọi người chọn cách giải là dùng hàm câu. Đây là cách giải, tất nhiên là nó rất là đơn giản nhưng mà được 60% số điểm. Đấy. Thế không không tôi không hiểu tại sao trong bài này mọi người không 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 áp dụng cái chiến thuật đó. Chúng ta nhớ một điều nhé, là chúng ta thi là theo chuẩn thi tin học quốc tế, tức là IOI. IOI là gì? Là khi chúng ta gặp một bài, gặp một cái problem thì người ta cho chúng ta các cái test. Đấy, ví dụ như người ta cho 100 test. Nếu bạn làm được 70 test thì bạn được 70 điểm trên 100. Đấy. Thế tại sao trong trường hợp này các bạn không áp dụng những cái chiến thuật mà kiểu ăn được càng nhiều cái test càng tốt, mà các bạn lại cứ thích tìm ra một cái kết quả gì đấy đủ tốt là sao? Chúng ta thấy một điều là thực ra cái N này nó khá bé này. N nó chỉ cỡ khoảng 5.000 thôi. Đấy. N khoảng 5.000 thôi. Và về lý thuyết là ta có thể là đệ quy cắt nhánh để giải cái bài này. Bài này là một bài đệ quy có rất nhiều các cái trick. Tôi cũng nói luôn là bài này thực tế là không được giải tốt. Cho đến thời điểm hiện giờ người ta vẫn chưa tìm được lời giải tốt để mà giải bài này. Thành ra là người ta đưa rất nhiều các cái cách mà tính tiệm cận, và với những trường hợp nhỏ thì chúng ta có thể là dùng duyệt toàn bộ vét cạn để ta xử lý. Thế thì một trong những kỹ thuật vét cạn đơn giản, nếu như tôi giả sử như tôi nếu mà các bạn gặp bài này
thì các bạn hãy giải nó cố gắng ở trong vòng khoảng 5 6 dòng để mà lấy được điểm gọi là tôi nghĩ là cũng lấy được khoảng 40% số điểm đấy. Thì mình có thể viết theo cái công thức mà tôi vừa nói với cả bạn 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 cách làm của bạn Trần Tuấn Minh FN ấy. Thì các bạn liệt kê ra, ví dụ như là nếu mà n bằng 1 đúng không? Thì FN bằng 1. À, n bằng 2 đúng không? À, n bằng 1 thì FN bằng 0 nhé. N bằng 2 thì FN bằng 1. N bằng 3 thì FN bằng 2 đúng không? N bằng 4 thì FN bằng 3. Đấy. Nếu mà ngược lại thì return. Nếu mà chia hết cho 2 đúng không? If n phần trăm 2 là bằng bằng 0. Return f của n chia 2 cộng 1 đúng không? Ngược lại return f của n chia 2 cộng 2. Đấy. Tôi nghĩ là các bạn viết một cái hàm định quy rất là basic như này thì các bạn cũng đã ăn được khoảng vài test rồi. Đấy. Nếu còn thời gian thì mình ngồi mình tính mấy cái thằng n này. Đây là cách mà cái này nó là cái kỹ thuật làm bài nhá. Chúng ta làm bài là chúng ta phải ăn càng nhiều test càng tốt mà. Cho nên rằng là nếu mà chúng ta trường hợp mà loay hoay không tìm lời giải thì chúng ta tìm. Còn trường hợp mà chúng ta muốn vét cạn để ta tìm lời giải thì chúng ta có thể cách vét như sau. Tức là về bản chất là ta có thể coi đây là một cái dãy số. Dãy số này chính là cái số mũ A mũ B, A mũ X mà ta đã tính được ấy. Ví dụ như là dãy này là chứa số 1. Là bởi vì ta đã tính được tính được M mũ 1 rồi. Nếu dãy có số 1 thì về lý thuyết ta có thể tính được 2, tức là tính được M mũ 2 đúng không? Nếu mà có M1, M2 ta có thể tính được M3 hoặc là có thể tính được M4. Đấy. Đấy. Tức là nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là ta sẽ phát triển một cái dãy ban đầu chỉ chứa số 1. Làm nào đấy để dãy này chạm được N. Và độ dài cái dãy này là ngắn nhất. Độ dài của dãy này ngắn nhất. Cái dãy này chúng ta phát triển theo nguyên tắc là gì? Là ta cứ lấy tổng của hai phần tử trong này để tạo thành một phần tử mới là ok. Ví dụ như là ta biết m mũ 2 m mũ 4 thì ta có thể tính m mũ 6. Đấy. Biết m 4 mũ 6 ta có thể tính m mũ 10. Đấy. Hoặc là ví dụ như là chúng ta biết m mũ 2 ta tính m 4, biết m 4 ta tính m mũ 5. Hai cái thằng m mũ 5 này thành m mũ 10. Đấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bản chất bài toán này chúng ta có thể chuyển thành bài toán là tìm một cái dãy đúng không? Đấy. Mà cái phần tử lớn nhất của nó là bằng n. Dãy ngắn nhất, phần tử lớn nhất của nó bằng n. Còn bên trong của nó thì có đặc trưng là một phần tử sẽ bằng tổng hai phần tử trước đó cộng lại. Ừ. Người ta có thể phát triển cái dãy này ra. Phát triển dãy này ra. Mà ta có thể sử dụng một số kỹ thuật giới hạn, kỹ thuật mà cắt nhánh để mà ta giải quyết cái vấn đề này. Đấy. Chẳng hạn đây để tôi code thử cái này xem nó thế nào. Đây tôi tìm luôn cái để tôi tìm cái lời giải trong này. À quên share. Đây. Lời giải bài này. Ô, đắp một kích nó cũng mở à? À đây, mở đây rồi. Đây, đây là lời giải bài này tôi viết bằng định quy. À, tất nhiên lời giải này thì nó hơi
chưa được hay lắm nhá. Thực ra tôi cái lời giải chuẩn mà bởi vì bài này tôi giới hạn có 5.000 thôi, chứ còn thực tế nó có thể chạy với số khá to đấy. Đây là một bài đề quy. Ý tưởng của bài này là như sau. Đây. Thứ nhất đây là một cái biến giải thích ý nghĩa của các biến này đã. Biến A ấy, thì chính là cái mảng một bao nhiêu đấy mà kết thúc bằng N, đúng không? Nhiệm vụ của tôi là sẽ sinh các phần tử ở trong A này đấy. N thì chính là cái đích mà chúng ta muốn nhắm đến. Thế còn M là gì? M là độ dài ngắn nhất, độ dài min. Đấy là tôi giải thích ý nghĩa của ba cái biến này. Nhưng mà tôi dừng cái bài này. Thế bây giờ tôi viết một bài, một cái chương trình đề quy đơn giản thôi. Chương trình đề quy này có nhiệm vụ gì là sinh phần tử thứ k với giá trị bằng bằng Z. Ở đây các bạn để ý thấy là tôi gọi sinh 01 đúng không? Sinh 01 là gì? Tức là A0 cho bằng 1. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái phần tử đầu tiên của dãy này nó bằng 1 rồi, đúng không? Ta có M mũ 1 mà, đúng không nhỉ? Và từ M mũ 1 ta tính những cái M khác. Thế bài này tôi đề quy rất đơn giản, chả có vấn đề gì. Thứ nhất là nếu mà phần tử thứ k, nếu mà k mà lớn bằng m ấy, m là cái độ dài min ghi nhận được nhá, mà k mà lớn m tức là cái dãy của mình độ dài nó vượt quá cái độ dài cũ rồi, tôi không phải làm tiếp nữa. Giả sử như bây giờ người ta yêu cầu chúng ta tính n mũ 1024, đúng không? Đấy. Thế mà mình tìm ra m bằng 10, thế thì cái hàm đề quy này nó sinh phần tử thứ 11 để làm cái gì, đúng không? Bởi vì tôi đã tìm được một cách giải bằng 10 rồi, tôi khỏi sinh phần tử 11 làm gì cho nó mệt. Đấy. Bây giờ trường hợp mà chưa cắt nhánh thì bây giờ tôi tìm hiểu là nếu mà Z mà bằng N, Z bằng N tức là cái phần tử đấy nó đã chạm vào cái đích rồi. Đây. Cái AA nếu mà Z mà bằng N thì cái phần tử này nó chạm vào đích rồi. Thì tôi ghi nhận lại min và tôi dừng. Đấy, đây là đề quy xong, đúng không? Thế còn trường hợp mà chưa cắt nhánh thì tôi làm nào? Chưa cắt nhánh thì tôi sẽ gán AK bằng Z. Đấy. Tức là gì? Cái dãy A của tôi lúc này nó sẽ là 0, ví dụ như là nó là 1, 2 xong gì gì đấy xong đến Z. Và tôi hy vọng là nó sẽ tiến chuyển để cuối cùng nó đạt được cái số N. Hiện giờ chúng ta đã tính đến M mũ Z, đúng không? M mũ Z. Thế thì để mà tính tiếp cái phần tử phía sau M mũ Z này thì tôi làm thế nào? Đấy. Tôi sẽ for ngược ở trong cái dãy này. Và tôi sẽ lấy phần giá trị ở đây cộng với cái thằng K này, cộng với thằng Z này. Hay là cộng với K này. Đúng không? Để mà tôi tạo nên cái phần tử phía sau. Ví dụ như dãy của chúng ta là A bằng là 1, 2 hả? Rồi phần tử tiếp sau này là bao nhiêu? Thì tôi có thể lấy 2 cộng 2 tôi sinh ra 4. Tôi cũng có thể lấy 2 cộng 1 để sinh ra dãy 1, 2, 3. Tất nhiên là tôi xét cái dãy này trước cái dãy này. Dãy 2, 4 này thì tôi lại có thể sinh ra dãy là 1, 2, 4, 8. Tôi sinh ra dãy 1, 2, 4, 6. Sinh ra dãy 1, 2, 4, 5.
còn dãy 1, 2, 3 này tôi sinh ra dãy là 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Thế tôi sẽ vét, với những dãy này tôi lại vét tiếp. Nguyên tắc là tôi sẽ lấy cái số lớn nhất cộng với những cái phần tử ở trong dãy để tạo ra phần tử tiếp theo. Nếu mà x, ở đây có một kỹ thuật cắt nhánh rất là mạnh. Đấy là gì? Đấy là giả sử tôi sinh ra được một số x. Đấy. Ở đây tôi có độ dài là k phần tử. Đấy. Mà nếu mà x cứ gấp đôi lên nữa mà vẫn chưa đạt đến n. Đây có độ dài là m phần tử. Thì tôi cắt nhánh luôn, bởi vì lúc này cái nhánh này là vô vọng. Vì x quá bé. Tôi lấy ví dụ n của tôi bằng 1024. Đúng không? Đấy. Và x bằng 500. Và ở đây chúng ta có 9 phần tử rồi. Thế thì phần tử thứ 10 giỏi lắm bằng 1000 thôi. Không lên 1024 nữa, nên ta cắt nhánh luôn, ta không chọn x bằng 500 nữa. Hoặc là ví dụ như chúng ta sinh phần tử số 8. Chúng ta sinh phần tử số 8 rồi mà x là bằng 200. 220 ví dụ thế. Thế thì như vậy đến phần tử số 10 tối đa của nó sẽ bằng là 880 thôi, không thể lên đến 1024 được. Cho nên là ta sẽ break trong tình huống này, là nếu mà chúng ta nhân đôi lên mà nó vẫn không ra được kết quả mong muốn thì ta dừng. Trường hợp bình thường thì ta để quy vét cạn. Vét cạn xong, nếu mà chúng ta lại ghi nhận được một cái cận mới, bởi vì lúc này chúng ta cập nhật cái cận mà. Đấy. K mà lại lớn hơn bằng m trừ 1, tức là chúng ta ghi nhận được cái cận m mới thì ta cũng dừng luôn. Như vậy đây tôi áp dụng ba cái kỹ thuật cắt nhánh. Kỹ thuật đầu tiên là tôi cộng luôn luôn cộng với phần tử lớn nhất của dãy. Kỹ thuật thứ hai là tôi ngắt nếu mà phần tử lớn nhất nhân đôi không đạt được cái đích. Và kỹ thuật thứ ba là nếu ghi nhận được một cái cận nhỏ, đủ nhỏ thì tôi sẽ dừng cái nhánh này. Bài này nói chung là nếu mà chạy nó cũng ra kết quả cũng ổn đấy. Bằng 50 chạy gần như là nhằng cái xong. Đấy, các bạn thấy nó chạy rất là nhanh với cả những cái số lớn. Thế thì ở đây tôi đã áp dụng hai kỹ thuật cắt nhánh mà tôi vừa nói với các bạn xong. Đấy là một là chúng ta không tính thừa, đúng không? Không tính thừa. Hai là chúng ta không tính lại. Không tính lại thì ta bỏ đi rồi, chúng ta không bàn đấy rồi. Không tính thừa ở đây là gì? Là chúng ta sẽ không thực hiện tiếp những cái công việc tính toán nếu mà chúng ta biết chắc là cái việc tính toán này vô vọng. Như trong trường hợp này là x quá bé này, trường hợp này là k quá lớn này, đúng không ạ? Thì áp dụng hai cái thủ thuật này thôi là đủ để ăn cái bài này rồi, đủ đến 100 rồi. Ok, đấy là một vài cái. Mọi người có cần thầy share cái lời giải này không? Alo, lớp mình đâu rồi? Mọi người có cần thầy share cái lời giải này để về nhà nghiên cứu không? Có. Cắt nhánh có thể là không phải là kỹ thuật mà quá thông dụng, nhưng mà nó là rất quan trọng khi mà mình gặp phải những cái bài mà mình không biết phải làm nào. Mình duyệt toàn bộ và mình cắt bỏ đi thôi. Thì nếu mà mình cắt khéo là cũng khá ổn đấy. Và các bạn thấy một điều là chương trình này nó cũng rất là ngắn, đúng không? Cũng nói luôn là cái cận này mà tôi tạo ra là nó hơi chưa được ổn lắm đâu nhá. Chúng ta có thể làm bé nó hơn nữa, làm bé cái cận này hơn nữa này. Nhưng mà thôi, về mọi người tìm hiểu xem là tại sao thầy lại có những cái này, ý nghĩa của những cái lệnh này là gì,
dòng 26 là 1 này, dòng 18 này là 2 này, và dòng 20 là 3. Những cái lệnh này nhá, thực tế các bạn bỏ đi nó vẫn chạy đấy, chỉ có điều nó chạy lâu thôi. Nó vẫn chạy, nhưng nó chạy lâu. Đấy. Nó chạy thử nhá. Đó, 150 nó chạy vẫn đủ nhanh. 1500 này. Đó, chạy lâu hơn rất nhiều. Ồ, lâu đáng kể đấy nhỉ. Đây, 1500 là mất 22 giây. Bây giờ tôi thêm cái này vào các bạn xem. Thêm cái này vào thì ra không tăng nhiều. Ơ quên. Phải thêm 1500 chứ. Đây, mất 5 giây. Đó. Chúng ta thêm cái này nữa. Enter cái ra luôn. Đấy. Nên đôi khi những cái kỹ thuật cắt nhánh này chúng ta nhìn thì nó rất là vô dụng, nhưng mà chưa chắc đâu, nó speed up chương trình ta lên một cách tương đối là khủng khiếp. Ok.